Giờ là tháng cuối năm, lệ thường thời điểm này trộn rộn chào mời các tour du lịch Giáng sinh, Tết Tây cho đến Tết cổ truyền của dân tộc và cả tháng giêng ăn chơi lễ hội sau đó. Không ít người kỳ vọng ngành du lịch nội địa sớm mở trở lại. Bà Vân bán bánh mì ở khu gần Thảo Cầm Viên, Sài Gòn, kể. Không có dịch đó, thì Tây tàu du lịch đi cũng rất đông, thấy không, kẹt xe luôn. Mà tại vì dịch người ta không có ấy mấy, người ta sợ, người ta không dám đi, là nó ít khách. Thấy không, lúc trước là 100%, giờ chỉ còn có 20% mà, thấy không, giảm cũng nhiều chứ. Công ty cũng du lịch, tôi cũng đi tham quan đi chơi, đâu khó đâu mà đi ra chơi tham quan. Thị trường du lịch lại bị đe dọa trước biến chủng Omicron, nên người mưu sinh nơi hẹp phố đành tiếp tục chờ đợi, ông Trương nói. Du lịch các nước cũng có vô Việt Nam, như Nha Trang, Khánh Hòa thì cũng Hàn Quốc nó vô, Phú Quốc cũng Hàn Quốc nó vô vậy. Vô bình thường thôi, mà có cái là bị thêm biến chủng Omicron gì đó thì ta cũng e ngại thôi. Ở du lịch là thì người dân nó cũng là sống thoải mái chút xíu, mà có cái cũng như là vui chơi đầm sen nè, cũng e dễ ế lắm. Thì mở cửa là ngày Chủ nhật với thứ bảy, hai ngày thôi, còn ngày thường là không có. Còn công viên nước là chưa có mở cửa, vẫn còn tạm dừng. Thì cái lượng khách vô ít lắm, vài chục người mở cửa, và ai cũng sợ dịch hết. Chủ yếu là bây giờ chỉ có ngày lễ Tây nè, với Noel nè, thì có thể là đông đông không có bằng lúc trước đâu. Trong tình cảnh sống chung với dịch, thì theo lời ông Hòa là hãy mở cửa sớm thị trường du lịch để thêm cơ hội làm ăn. Theo anh nghĩ là bây giờ Sài Gòn đi sống chung với dịch rồi, bây giờ trước sau thì nó bị cùng bị thôi, không thể tránh được đâu. Cho nên mở thì mở lại du lịch, thì du lịch trong nước hay nước ngoài thì là cũng bình thường à. Theo ông Hòa thì nên mở cửa cho khách nội địa để tạo sinh khí, nhất là như với Sài Gòn, nơi có tỷ lệ chích ngừa Covid đủ 2 mũi cao nhất nhì cả nước. Đóng góp to lớn của khách nội địa lúc này là tạo sinh khí tại các điểm đến, ít nhiều tạo nguồn thu vào kinh tế nước nhà. Ông Trương ý kiến. Không chờ là cái vấn đề người dân thoải mái tinh thần để chơi, thu nhập thì nó thoải mái cho cái nền kinh tế Việt Nam mình ổn định. Thì các nước, hết dịch thì đồ ai nước vô cũng vui chơi, thu nhập ngoại tệ vô cái nước Việt Nam mình, rồi sống người dân cũng đỡ khổ, công ăn việc làm cũng bình thường. Còn mà dịch này thì thua rồi, số 4-5 tháng dịch này là từ người dân nghèo là khổ hết rồi. Cũng vì dịch giả kéo dài nên với ông Hòa thì lúc này chưa dám tính đi chơi xa, hiện chỉ la cà trong thành phố thôi. Cũng đi du lịch thì ở, nếu mà bạn bè ở gần thì thỉnh thoảng tụ tập rồi ăn uống nhậu nhẹt thôi, chứ còn đi du lịch thì chắc phải để một thời gian nữa phục hồi cả dịch với cả kinh tế đã rồi mới có thể sắp xếp để đi được. Tuy bản thân là như vậy, nhưng theo ý kiến của ông Hòa thì nếu trên đường phố có khách nội địa du lịch sẽ ít nhiều tạo tâm lý yên tâm, yên ổn và bình tĩnh hơn cho người dân. Từ đó sẽ mang đến sự tự tin khi chấp nhận sống chung với đại dịch.